Anh em 11 giờ đêm rồi, ngày thứ tư, ngày 27. Đây là mồi tôi trộn để ngày mai gửi cho anh em. Anh em đặt nhưng mà tôi quên mất, thế là bây giờ tôi mới nhớ ra, nên là bây giờ tôi mới làm phát đêm. Tất cả các thứ trộn xong hết rồi. Bây giờ chỉ việc đảo lên, chế biến xong hết rồi, bây giờ chỉ việc đảo lên, đóng gói, ok anh em. Tí nữa xong thì tôi sẽ xong rồi anh em. Bởi hết cả hơi tai. 11 giờ đêm rồi, trộn đóng gói. Chuẩn bị nguyên liệu rồi làm các thứ ấy. Từ gần 9 giờ và đến 11 giờ thì trộn đóng gói này thì nhanh thôi. Mấy anh em mà lấy mồi ấy, anh em nào mà nhớ này, anh em mà không mua được cái gói chắc tàu ấy thì bảo tôi, thì tôi sẽ mua giúp cho, gửi kèm theo, chứ tại vì có nhiều bạn không ở trên vùng xa hoặc là cái khu mà nó người ta không bán đồ câu ấy thì nó không bán cái gói chắc tàu, đâm ra là rất chi là khó. Anh em nào mà không mua được gói chắc tàu thì bảo mình sẽ mua hộ mà mình gửi cho. Cái mồi này mình chỉ bán 1 kg trở lên nhá, chứ không bán 5 lạng hoặc là 2 3 lạng đâu anh em nhé. 1 cân câu cả tháng mới hết. Tính ra mỗi buổi câu các bạn, cái tiền mồi này các bạn phải chi nó rơi khoảng 10.000 một buổi câu. Cái mồi của mình câu được khoảng 20 23 buổi trên một cái túi này, 1 cân này. Còn một cái đơn hàng combo ấy thì có bạn Kha trong Sài Gòn vui tính, bạn ấy chơi mình, bạn không có lấy. Thế hôm nào mà đơn hàng nó về đến ngoài này rồi mình sẽ đăng anh em xem, và ai lấy thì bảo mình, không có thì mình lại gỡ ra mình chuyển rời. Ok nha. Đó, hôm nay là sáng mai chuyển cho anh em này. Rồi giờ mình sẽ cất đóng gói và mình úp video anh em xem. À đây, mình cho anh em xem lại cái gói chắp tàu nha. Ở đây là cái gói chắp tàu anh em nhé. Đây này, đây là cái gói chắp tàu hay còn gọi là gói 75 này. Gói chắp tàu hay còn gọi là gói 75. Chỗ này thì cái này trên Lazada thì nó bán rất chi là đắt, nó bán 75.000 ba gói cơ. Nhưng mà ngoài thị trường nó chỉ 13, 14.000, 15, 16, 17, 18. Nó nôm na là khoảng 20.000 là đã thấy cao rồi. Mình lấy quán đồ câu ở ngay đây nó bán là 15.000. Đó anh em về. Anh em nào mà không mua được cái này này, một là anh em mua cái mồi của mình mà không mua được cái gói chắp tàu này thì bảo mình nha. Anh em nào lấy thì cứ để lại số điện thoại thôi, mình sẽ alo. Rất chi là đơn giản, còn hướng dẫn trộn mồi thì trên kênh cũng có và mình gửi theo hướng dẫn nữa. Ok.